Xin chào các bác, em có tiếp con máy lọc khí ngon bột rẻ phục vụ các bác. Cái chiếc này thì em báo luôn em bán là 1 triệu tặng kèm biến áp. Hiện tại máy thì vẫn đang nguyên bản điện 100V. Con này thì em tặng kèm biến áp cắm bên ngoài các bác nhé, giá 1 triệu. Tình trạng thì tất cả mọi chức năng hoạt động tốt. Đấy. Máy còn đẹp, không có hỏng hóc gì. Con này thì em vừa dùng ở nhà một thời gian, bây giờ nâng cấp máy. Bỏ lâu rồi, bây giờ bỏ ra thay các con đời cao hơn, nâng cấp bán cho bác 1 triệu. Cái chiếc này thì mình dùng cho phòng khoảng 20m2 đổ lại các bác nhé, 20m2 đổ lại. Đầy đủ tính năng Eco Nano khử khuẩn các kiểu luôn. Đấy, các tính năng bù ẩm, diệt khuẩn các chức năng. Đấy. Tốc độ lọc các kiểu là các bác này nhé, dễ dùng thôi. Đấy. Bật tắt bật Nano vẫn nguyên bản điện 100V đấy. Con này thì tặng kèm biến áp cắm dây các bác, giá 1 triệu. Đây. Về phần màng HEPA con này thì màng nó vẫn zin. Em vẫn dùng ở nhà nhé. Nó không được đẹp nhưng mà nó vẫn là zin, mặt bên ngoài này còn rất là mới ấy. Tức là cái máy này em đang dùng ở ngoài nhà một thời gian rồi. Đấy. Cái màng này em chọn mặc dù là bên trong này các bác này nó bị gãy đôi nhưng mà nó không ảnh hưởng gì vấn đề lọc cả. Đấy. Vì cái phần bên ngoài này nó rất là mới, cái màng này gần như là nó không rất là ít dùng, than trong này rất là dày. Đấy. Còn các bác muốn mua cái màng này của nó là 200.000 mà em bán theo cái giá dạng thanh lý tất cả luôn. Đấy. Còn bác nào mà không lấy biến áp thì em trừ đi 100, còn 900.000. Con này bán 1 triệu rồi. Cái màng phần bình nước bù ẩm bên này thì em ở nhà em cũng không bù ẩm, chứ mà về nhà nó thiếu mất cái màng ẩm nhé, thiếu mất cái màng ẩm. Các bác thích thì một là mua mới, hai là mình chế được. Các bác là muốn chế thì em chế cho đơn giản, lấy cái màng ẩm của các con khác dán vào đây nó dùng được. Còn hiện tại thì bây giờ là em bán nguyên trạng như này, 1 triệu cả biến áp, không lấy biến áp thì là 900. Bán bác nào có nhu cầu alo nhé. Chào các bác.